Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Nếu như đã xác định rồi, vậy thì trả nhẫn lại đây đi. Ta vốn là người muốn tấn thăng thượng phẩm khai thiên, hiện giờ chỉ có thể trở thành ngũ phẩm. Nhưng nhẫn không gian này đương nhiên là bồi thường cho ta rồi. Tiểu tử thối, ngươi nói chuyện đều phóng dắm hay sao? Nói mà không giữ chữ tín thật đúng là vô liêm sỉ. Đây chính là ngũ phẩm âm hành mà ngươi nói. Nhìn có vẻ rất là tầm thường. Tiểu tử, ngươi mắt chó coi thường người. Đây chính là thiên âm xa, trong ngũ phẩm tư nguyên cũng là một tổng mấy loại trận chân quý nhất rồi. Thần thông bí thuật mà nó diễn hóa ra không có kém hơn lục phẩm, ngươi cứ mừng thầm đi. Ta vốn là muốn tấn thăng thất phẩm, đến nay lại bị ngươi ép chỉ có thể tấn thăng ngũ phẩm, ta còn phải mừng thầm. Lão ngươi không sao đấy chứ? Thời gian cấp bách, phiền tiền bối hộ pháp cho tiểu tử. Tiểu tử, việc rất quan trọng, ngươi đừng có hối hận. Chỉ cần có thể cứu được bà chủ, ta không có gì phải hối hận. Thiên địa chưa khai là vì hỗn độn, Dương Khai đây là đã đến biên giới tấn thăng rồi. Tốc độ này cũng nhanh quá rồi đấy. Cách thời gian ngắn luyện hóa thiên âm xa, chỉ mới một ngày mà thôi, kẻ này thật đúng là kỳ tài. Không sai, đến những thượng phẩm khai thiên như chúng ta cũng chưa chắc có thể làm được. Thiên âm xa luyện hóa tạm tạm rồi, phá. Khó chịu quá đi. Chẳng trách người ta nói tấn thăng khai thiên cảnh hung hiểm vô cùng. Đây mới là tấn thăng ngũ phẩm khai thiên đã gặp phải khó thế này rồi. Tấn thăng thất phẩm chỉ sợ độ khó càng lớn hơn. Tiểu tử thối đang giở trò gì vậy? Tấn thăng ngũ phẩm khai thiên mà thôi, có cần phải khó khăn như vậy hay sao? Hỗn độn chưa khai, kẻ này chết chắc rồi. Ta cứ tưởng tiểu tử này có bản lĩnh đến mức nào. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, nếu hắn thật sự tấn thăng thất phẩm, chắc chắn là phải chết. Biết sinh tử thì có thể hiểu sinh tử, không biết chính là có sinh không tử. Cái gì là chân thực, cái gì là hư huyễn, mọi thứ chỉ nằm trong nhất niệm. Tiểu càn khôn đã thành, tiểu tử này cuối cùng cũng tấn thăng khai thiên rồi. Khai thiên cảnh ngũ phẩm. Huyền giới châu, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Tiểu tử muốn chơi một ván lớn. Tiền bối, thiếu gia muốn làm gì vậy? Đây là muốn đem hạt châu này dung hợp làm một với tiểu càn khôn của chính mình. Giải. Tiểu càn khôn của hắn trở nên không ổn định rồi. Điên rồi. Hành động này nếu không thành, sẽ là kết cục. Tiền công tận khí, không còn gì hết. Tiểu tử, ngươi hồ đồ rồi. Thành rồi. Đỉnh thiên lập địa, không hổ là bất não thụ. Đây là hiện hóa của đỉnh phong trường thanh bí thuật. Không ngờ rằng lại đồ sộ như vậy. Đây là pháp tướng hiện hóa của kim mô chú thuật. Nếu đã có kim mô chú thuật, Vậy thứ còn lại cũng. Nhật thăng nguyệt nạc, thời gian luân chuyển, trong tiểu càn khôn của ta ngập tràn thời gian pháp tắc lồng hậu. Để lĩnh ngộ của ta về thời gian pháp tắc đề thăng lên mấy tầng. Đây thật đúng là một kinh hỉ bất ngờ. Sau khi huyền giới châu dung hợp với tiểu càn khôn của mình, tiểu thế giới càn khôn mới hình thành kế thừa hết các chức năng của huyền giới châu. Tiểu huyền giới vườn thuốc. Trong tiểu càn khôn thế giới của mình, có tinh thần nhật nguyệt, có dòng chảy thời gian. Đẹp quá đi. Đúng vậy, đẹp quá. Âm dương ngũ hành hội tụ, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không dứt. Đại đạo hoàn thiện, pháp tắc đầy đủ. Cho dù là tiểu càn khôn của thượng phẩm khai thiên cũng chưa chắc đã hoàn thiện như của mình. Hư không. Tấn thăng ngũ phẩm khai thiên thôi mà đã vui tới vậy rồi. Phải có chí tiến thủ chứ tiểu tử. Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ. Sau lần này tiền bối đã có được tự do. Ngày sau không còn bị ta ràng buộc nữa. Việc này không cần ngươi phải nói nhiều, bổn cung tự hiểu. Cũng đa tạ khúc sư tỷ. Ta không giúp được gì cho ngươi.
Khúc sư tỷ có thể tới đây với ta đã là trợ giúp lớn nhất rồi. Về hư không địa chờ ta, ta nhất định là mang bà chủ quay về. Thiếu gia chờ ta với, sao cửa vào này lại biến mất nhanh như vậy? Đừng phí công nữa, cửa vào bí ẩn khó dò, đến bổn quân cũng không tìm được. Tiểu tử đó cũng nhờ tinh thông không gian pháp tắc mới có thể đi vào, nhưng hắn đi vào một mình kể ra là lựa chọn thông minh. Sao lại nói như vậy? Vô ảnh động thiên này quỷ dị vô cùng, có vào không ra, tiểu tử đó sợ cũng không chắc chắn có thể sống sót mà ra ngoài. Tất nhiên không muốn các ngươi đi theo hắn vào chịu chết. Trúc sư tỷ lần này đắc tội rồi, cáo từ. Nói không sai, các ngươi đừng lãng phí công sức, chúng ta về hư không địa trước. Các ngươi đi trước đi, ta muốn ở lại đây chờ thiếu gia và tỷ tỷ đi ra. Một năm không ra ta sẽ ở đây một năm, 10 năm không về ta sẽ đợi ở đây 10 năm. Ủa cần phải thế, bây giờ hư không địa chỉ vừa bắt đầu phát triển, lại không có quá nhiều cường giả chấn giữ. Ngươi không về hư không địa thì còn hy vọng vào ai? Nếu ngươi thật sự vì tiểu tử đó thì trở về giúp hắn quản lý hư không địa cho tốt. Sư đệ bản lĩnh cao cường, có thể làm việc người bình thường không làm được, mỗi khi gặp khó khăn luôn tạo ra kỳ tích. Hắn đã tin tưởng cô nương như vậy, cô cũng phải tin tưởng hắn chứ. Đa tạ tiền bối và cô nương đã chỉ điểm, giờ ta sẽ trở về. Phá Toái Thiên, Thánh Ninh trưởng thành quả thật là không dễ đối phó. Bây giờ mình phải lập tức tìm một nơi điều chỉnh tiểu càn khôn của bản thân, nếu không nhất định là hậu họa vô cùng. Là ai? Đại nhân sao lại bị thương? Không sao, người khác đâu? Chúng ta vẫn luôn bị Hắc Nha thần quân truy kích, chỉ có một mình thuộc hạ trốn thoát. Hết cách, ta buộc phải tránh đi, không nghĩ cảm nhận được khí tức của đại nhân ở đây bèn chạy tới. Ngũ phẩm khai thiên như ngươi có thể thoát được truy sát của Hắc Nha thần quân, ngươi may mắn thật đấy. Xin đại nhân hãy nên thuyền trị thường, thuộc hạ sẽ dẫn người về Vạn Ma Thiên ngay. Được. Nửa canh giờ sau, mật thất. Đại nhân mau đi, Hắc Nha tới rồi. Hắc Nha. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn tôm bắt nạt. Ta sống đến đời này chưa bao giờ có khi nào chật vật như hôm nay. Đi. Mạc Thắng, người làm gì vậy? Mạc Thắng sai rồi, Mạc Thắng đã chết rồi. Bổn tọa chỉ dùng nhục thân của hắn mà thôi. Người rốt cuộc là ai? Mạc Thắng. Tên năm đó từng giới thiệu mình là đệ tử của Ma Tông, bởi vì vô tình rơi vào một bí cảnh bị giam trong đó nhiều năm. Sau trốn thoát khỏi việc làm đầu tiên là quay về Vạn Ma Thiên. Cho người biết cũng không sao, bổn tọa là Ô Quảng. Là người mai sau, định sẵn là sẽ chinh phục tam thiên thế giới này, trở thành chủ nhân của tam thiên thế giới. Có phải ngươi muốn trở thành chủ nhân của tam thiên thế giới? Ăn nói hoang đường. Có phải là lời nói hoang đường hay không? Ngươi không biết được, bởi vì ngươi sẽ chết ngay thôi. Ngươi quyết tâm muốn giết ta, nhưng dù ngươi giết ta ở đây cũng không được lợi ích gì cả. Chính sự tồn tại của đại nhân với ta là lợi ích lớn nhất. Ta còn chưa được nếm mùi thất phẩm khai thiên đâu. Đại nhân, người nhất định là phải kiên trì đấy. Đây là Đại Diễn Bất Diệt Huyết Chiếu Kinh. Sai rồi, đây là công pháp bản tọa tự sáng tạo, Phệ Thiên Chín Pháp. Người lại có thể tự sáng tạo ra công pháp lợi hại như vậy. Không hổ là thất phẩm, mùi vị tuyệt vời hơn bọn tứ phẩm ngũ phẩm kia nhiều. Sức mạnh của đại nhân đủ để cho ta tấn thăng lên lục phẩm rồi, thuộc hạ đa tạ đại nhân ban ân. Vô ảnh động thiên, đây chính là vô ảnh động thiên, nơi này sao lại hoang vắng như vậy? Là lúc mình vào gây ra lượng dao động đã thu hút họ đến đây. Mình đang sầu không tìm được người hỏi thăm tin tức của bà chủ. Người mới đến, xem khí tức của người, hình như là vừa mới tấn thăng. Đúng, vừa tấn thăng khai thiên đã rơi vào bước đường này, đáng tiếc. Dám hỏi vị sư huynh này xưng hô thế nào? Mã Thiên Nguyên. Thì ra nào Mã sư huynh, tiểu đệ mới đến, đất khách quê người muốn tìm Mã sư huynh hỏi thăm một chút tin tức, không biết có tổng. Cậu muốn hỏi thăm tin gì? Hỏi thăm tung tích của ba người. Một nữ hai nam, nữ là lục phẩm khai thiên, hai nam là ngũ phẩm, một người giống đầu bếp,
người còn lại có đôi mắt cá chết, ai nhìn cũng muốn đấm hắn. Thì ra là vị sư đệ này quen với vị phu nhân đó. Mã sư huynh biết nay họ đang ở đâu? Biết, đương nhiên nào biết, họ đang ở Vô Song Xá ta làm khách. Cách đây không xa, nếu sư đệ muốn gặp họ, mã mỗ có thể dẫn đường cho đệ. Vậy thì phải đa tạ mã sư huynh rồi. Không khách sáo, vị phu nhân đó là khách quý của xã Vô Song ta. Sư đệ quen cô ấy, vậy thì cũng là khách của xã Vô Song ta. Mời bên này. Mã sư huynh, hôm nay ta vừa đến đây, không biết gì về chỗ này. Dám hỏi, xã Vô Song này là nơi như thế nào, có phải là thế lực của mã sư huynh hay không? Không dám nói vậy, xã Vô Song ta. Tam đại khôi thủ đều là lục phẩm khai thiên. Mã mỗ chẳng qua là ngũ phẩm mà thôi, chẳng qua là một tên lính dưới tọa của khôi thủ. Lào dám nói xã Vô Song này là của mã mỗ. Xã Vô Song có ba vị lục phẩm. Mã đại ca năm đó cũng là lục phẩm. Mã sư huynh nếu là lục phẩm, sao nay lại là ngũ phẩm? Một lời khó mà nói hết. Cậu vừa đến Vô Ảnh Động Thiên này ở lâu rồi, cậu đương nhiên sẽ biết hung hiểm ở đây. Phải rồi, cậu làm sao vào đây? Tôi đến tìm người. Người cậu muốn tìm là vị phu nhân đó? Đúng vậy. Cậu là vì tìm người, cậu có biết Vô Ảnh Động Thiên này vào rồi cả đời đừng hòng ra được. Nghe nói qua, nhưng chuyện do người làm. Nếu có lòng sẽ tìm được cách để ra ngoài. Ba người đó chắc đối với sư đệ mà nói rất là quan trọng. Hai người đàn ông là bạn ta, mà người đàn bà đó tên là Nguyệt Hà là chị của ta. Cô ấy đối với ta ân lặng như núi. Nếu không có cô ấy giúp, cũng không có ta của ngày hôm nay. Sư đệ biết báo ơn, đúng là người có tình nghĩa. Mã mỗ bằng lòng kết giao với loại người có nghĩa khí như sư đệ. Sư đệ, sao không đi nữa? Vị tỷ tỷ đó của ta không tên là Nguyệt Hà. Ba người đó là khách quý của xã Vô Song. Ngươi không thể nào ngay cả tên của bọn họ mà cũng không biết đấy chứ. Nếu họ không ở xã Vô Song ngươi, ngươi lại muốn dụ ta đến, rốt cuộc là có ý đồ gì? Nếu sư đạo đã phát xác ra, vậy mã mỗ cũng không giấu cậu nữa. Đúng vậy, vị phu nhân đó quả thật không ở xã Vô Song ta. Vậy cô ấy ở đâu? Ta không biết. Nửa năm trước ba vị khôi thủ bọn ta kéo họ ra nhập xã Vô Song. Họ không đồng ý. Còn về nay họ ở đâu ta cũng không rõ. Ta chỉ nghe nói người của Huyền Dương Sơn từng truy bắt ba người bọn họ. Người của Huyền Dương Sơn tại sao lại truy lùng họ? Trong Vô Ảnh Động Thiên này có ba thế lực. Một là Huyền Dương Sơn, hai là xã Vô Song ta, ba là đảo Song Tử. Mỗi nhà đều có mấy vị lục phẩm khai thiên chấn giữ. Không xâm phạm nhau, tương an ở đây. Trong Vô Ảnh Động Thiên này ít khi có người mới vào, và lại chỗ này môi trường ác liệt, tài nguyên tu luyện hiếm có, nên mỗi một người mới vào đều sẽ bị lôi kéo, vật tư tu luyện ở trên người họ sẽ bị thu hết. Đây chính là nguyên nhân ngươi muốn dụ ta đến xã Vô Song. Đúng vậy, ba người bạn đó của cậu thực lực không kém, đồ trên người chắc chắn là không ít. Hơn nữa, sơn chủ thứ hai của Huyền Dương Sơn đó háo sắc như mạng, vị phu nhân đó quốc sắc thiên hương, nếu gặp phải được nhất định là sẽ có ý nghĩ. Huyền Dương Sơn, vị sư đệ này, ta dẫn đệ vào xã Vô Song cũng không phải toàn vì vật tư mang đến. Vật tư mà đệ mang đến cũng là vì muốn tốt cho đệ. Vô Ảnh Động Thiên này rất là quỷ dị, nếu đệ không gia nhập ba đại thế lực hiện có, vốn không thể nào sinh tồn lâu dài. Không gửi gắm dưới ba đại thế lực, chỉ e không đến 3 đến 5 năm đã chết ở đây. Ta đến Vô Ảnh Động Thiên là vì tìm người, không có hứng thú gia nhập xã Vô Song đó của người. Nếu như đệ ngoan cố như vậy, tại hạ chỉ có thể đắc tội. Nhưng sư đệ yên tâm, mã mỗ không phải là người đuổi cùng giết tận. Chỉ mong sư đệ phản kháng, đừng phản kháng quá lợi hại, sẽ không lấy mạng đệ. Nhờ vào câu này của người, nát nữa tha ngươi không chết. Ra tay. Sao lại vậy? Ngươi thật sự vừa mới tấn thăng ngũ phẩm hay sao? Thật. Mã sư huynh, gió lên rồi. Gió sắp lên rồi, còn không dừng tay. Gió gì? Dù sao ta đã nhắc nhở rồi. Gió gì, nát nữa tự cậu từ từ trải nghiệm nào biết, đi. Giả vờ thần bí. Hôm nay lúc này, cuối cùng ta cũng có một phần sức mạnh thuộc về mình. Ở thế giới tam thiên này không tấn thăng khai thiên, quả nhiên vẫn không có tư cách nói chuyện. Mở đầu ngũ phẩm khai thiên quả thật có hơi thấp, nhưng so với sự chờ đợi dài đằng đẵng không có hy vọng,
sức mạnh nắm trong tay mới là thứ chân thật, ta tuyệt đối là không hối hận. Cũng không phát giác ra gió này có chỗ gì đặc biệt, sao họ lại sợ như vậy? Mình phải mau đến Huyền Dương Sơn một chuyến, nói không chừng có thể tìm thấy manh mối gì đó. Cuối cùng mình cũng biết Vô Ảnh Động Thiên này tại sao lại hoang vắng như vậy, môi trường ác liệt như vậy, không hoang vắng mới lạ. Không đúng, gió này còn thổi vào trong thế giới tiểu càn khôn của mình, đây rốt cuộc là gió gì lại đáng sợ như vậy? Gió này có thể thổi vĩ nược thế giới ở trong tiểu càn khôn ra, làm suy yếu đế uẩn của tiểu càn khôn. Là gió này đã khiến cho Mã Nguyên từ lục phẩm rơi xuống ngũ phẩm. Vô Ảnh Động Thiên, Hoa Nguyên. Mình cực khổ đào hố sâu hàng trăm trượng để ẩn trốn, nhưng gió còn thổi cả vào trong. Mới thổi nửa canh giờ, đế uẩn trong tiểu càn khôn của mình đã giảm đi hơn một thành. Còn thổi thêm chục lần nữa thì mình chết chắc, cần phải mau chóng nghĩ cách. Trong tiểu càn khôn, trừ nơi này thì những nơi khác đều không có dấu vết bị gió lớn thổi qua. Chẳng lẽ cây thương xanh của mình có thể chống lại gió lớn? Nếu đúng như vậy thì mình sẽ có một thêm lá bài tẩy bảo mệnh ở trong Vô Ảnh Động Thiên này. Nhưng phải chờ lần sau cuồng phong lại thổi mới có thể kiểm chứng được. Hoàng Nguyên, má ơi, cuối cùng đã thấy ngươi rồi. Tôn giá là ai? Sao lại đuổi theo huynh đệ của ta? Hai vị, tại hạ không có ác ý, chỉ là muốn hỏi đường thôi. Dám hỏi tới Huyền Dương Sơn đi đường nào? Vị huynh đệ này không biết Huyền Dương Sơn ở đâu. Ngươi là người mới tới Vô Ảnh Động Thiên? Đúng vậy, tại hạ bất cẩn rơi vào Vô Ảnh Động Thiên này. Nghe nói nơi này có ba thế lực, Huyền Dương Sơn được coi là đệ nhất. Ta muốn tới đó nhưng không biết đường, vì vậy mới muốn hỏi hai vị vài câu. Hóa ra là như vậy. Ngươi nói không sai, Huyền Dương Sơn của ta có tứ đại sơn chủ, ai cũng là lục phẩm khai thiên. Vô Song Xã và Song Tử Đảo căn bản không thể nào so sánh với Huyền Dương Sơn của ta. Hai vị là người của Huyền Dương Sơn, vậy thì trùng hợp quá. Nếu hai vị tiện đường, liệu có thể dẫn ta đi Huyền Dương Sơn một chuyến? Dù sao cũng không có vướng bận việc gì. Vị sư huynh này chuyên gia nhập Huyền Dương Sơn ta, nghĩ ắt các sơn chủ cũng vui vẻ chào đón. Huynh đệ ta sẽ dẫn ngươi đi một chuyến vậy. Vậy thì đa tạ hai vị. Đúng rồi, nửa ngày trước nơi quỷ quái này có một trận gió lớn thổi qua. Gió này rốt cuộc là gì mà ghê gớm vậy, mà ta tránh xuống trăm trượng dưới đất cũng không thể nào tránh được. Dương sư huynh có điều không biết, gió được gọi là Vô Ảnh Cương Phong, không đâu là không thể xâm nhập vào. Cả Vô Ảnh Động Thiên chỉ có lác đác mấy chỗ không bị quấy nhiễu, những nơi khác đều không thể nào né tránh. Những nơi này chính là nơi đặt tổng bộ của ba đại thế lực trong Vô Ảnh Động Thiên. Huyền Dương Sơn ta chính là nơi lớn nhất. Thảo nào lúc trước người mà ta gặp được nói là ở Vô Ảnh Động Thiên này không gia nhập ba thế lực lớn thì không thể nào sống nổi. Lại chả không có nơi bảo vệ, sớm muộn cũng bị Vô Ảnh Cương Phong đó thổi cho tan biến, càn khôn sụp đổ, khi đó thì tất chết không nghi ngờ. Cả Vô Ảnh Động Thiên này chỉ có tổng bộ của ba đại thế lực có thể tránh được. Chẳng lẽ là rất nhiều năm qua không có ai yên ổn sống sót ở ngoài ba đại thế lực? Cũng không phải, còn có một nơi giải rác khác, nhưng quy mô khá nhỏ, không dung nạp được quá nhiều người. Kể ra thì lúc trước có ba người lưu lạc ở ngoài, bây giờ thì không biết tình hình thế nào. Ba người này có lai lịch gì, tại sao lại lưu lạc ở ngoài? Ba người đó có tu vi cực bát phẩm, trong đó có một nữ tử là lục phẩm khai thiên. Tất nhiên các vị sơn chủ muốn nung lạc bọn họ. Nhị sơn chủ còn hứa với nữ tử đó là sẽ cho cô ta làm sơn chủ thứ năm. Chỉ tiếc bọn họ đã từ chối. Có thể làm sơn chủ thứ năm là chuyện tốt, tại sao nữ tử đó phải từ chối? Nhị sơn chủ của bọn ta có một tật xấu là háo sắc, nữ tử đó tư sắc bất phàm, tu vi lại tương đương với nhị sơn chủ. Vì vậy nhị sơn chủ đã đưa ra một yêu cầu, đó là trở thành bạn nữ đối với hắn. Vậy mới được trở thành sơn chủ thứ năm của Huyền Dương Sơn. Nữ tử đó không biết có lai lịch gì mà rất nóng tính, một lời không hợp đã muốn ra tay đánh nhị sơn chủ. Sau đó thì sao? Số ít khó địch lại số đông, các vị sơn chủ liên thủ đánh cô ta bị thương,
nhưng vẫn để cô ta chạy mất. Nhị sơn chủ rất là tức giận, còn dẫn người đuổi theo một hồi, nhưng cuối cùng vẫn tay trắng trở về. Hai vị có biết ba người đó đang ẩn nấp ở đâu? Dương huynh hỏi câu này để làm gì? Tò mò mà thôi. Nơi ẩn nấp của bọn họ thì huynh đệ ta cũng không rõ, nhưng nhị sơn chủ thì chắc chắn nào biết. Phía trước chính là Huyền Dương Sơn. Một tháng gần đây chính là kỳ trực của nhị sơn chủ. Dương sư huynh, ta dẫn ngươi đi gặp nhị sơn chủ trước, đợi vào Huyền Dương Sơn rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp. Vậy thì làm phiền hai vị. Tẩm điện của Vân Phi Bạch. Là ngươi muốn gia nhập Huyền Dương Sơn của ta? Ngươi chính là nhị sơn chủ của Huyền Dương Sơn? Không sai, bổn tọa chính là nhị sơn chủ của Huyền Dương Sơn, Vân Phi Bạch. Hơn nửa năm trước, từng có một nữ hai nam tới nơi này, nữ tử đó bị ngươi đả thương. Dương sư huynh, ngươi hỏi câu này làm gì vậy? Không sai, nữ tử đó bị bổn tọa đánh bị thương. Bổn tọa muốn cô ta trở thành nữ nhân của ta, coi trọng cô ta như vậy. Cô ta lại không biết thức thời. Sao nào, ngươi biết cô ta? Tất nhiên là biết, đó là bà chủ của ta. Nói vậy, thì chuyến này ngươi tới Huyền Dương Sơn ta cũng không phải là để gia nhập. Vậy ngươi tới đây là để làm gì? Ngươi đã thương bà chủ của ta, tất nhiên ta tới để báo thù. Chỉ bằng ngươi cũng được. Bổn tọa cũng đang chuẩn bị mấy ngày tới đi bắt nữ nhân đó. Ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy bổn tọa sẽ bắt ngươi đi tìm cô ta. Ngươi bảo vệ cô ta như vậy, chắc chắn cô ta sẽ không mặc sống chết của ngươi. Muốn bắt ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó không? To gan. Cút đi. Can dở, các ngươi mau bắt hắn cho ta. Yếu thật, không có một ai mạnh một chút. Ngươi muốn chết,